Các bạn thân mến, chúng tôi đã khởi đầu là những người hoài nghi, nhưng bây giờ chúng tôi đã tin. Thông qua thí nghiệm của mình, chúng tôi tin rằng cái chết không phải là sự kết thúc, mà chỉ là một sự khởi đầu khác. Phát hiện của chúng tôi ngụ ý và gợi ý rằng chúng ta tiếp tục trải qua nhiều đời sống xuyên qua thời không, mãi mãi bất tử. Chúng tôi tin vì cuộc phiêu lưu này đã xảy ra với chúng tôi. Chúng tôi không thể mong đợi người khác phản ứng theo cách tương tự. Nhưng nhiều người sau khi đã nghe đoạn băng ghi âm nói rằng nó đã tác động điều gì đó với họ từ sâu thẳm bên trong. Rằng những gì họ nghe được thật tuyệt vời và đầy cảm hứng. Nhiều người trong số những người này không còn sợ hãi về cuộc sống, cái chết hay những điều sau nữa. Nếu nó có thể đạt được điều đó, dù chỉ là với thiểu số, thì cũng rất đáng để được nói ra. Giữa mùa xuân và mùa thu năm 1968, chúng tôi tổ chức các phiên thôi miên thường xuyên, trong đó Anita sống lại vài lần luân hồi rất rõ ràng. Tôi cố gắng thông qua việc chép lại nhiều ghi chú và nghiền ngẫm nghiên cứu khác nhằm xác thực một số tuyên bố của cô ấy. Nhưng mặc dù cuộc đời cuối cùng của cô ấy kết thúc năm 1927, một thời gian khá gần đây, thì đó vẫn là một nhiệm vụ khó khăn nếu không muốn nói là bất khả thi. Thỉnh thoảng tôi có hứng thú với những kết quả, nhưng tôi lại thường xuyên bị thất vọng. Ở đâu? Ở đoạn nào? Tôi có thể xác minh gì đó? Điều đó đã được tường thuật rồi. Có thể ai đó ở đâu đó biết nhiều hơn chúng tôi và có thể cung cấp những bằng chứng tốt hơn. Nhưng Johnny đã nói, có những người tự nhiên, tự dưng sẽ cho rằng toàn bộ sự việc là một trò lừa bịp, bởi vì những người đó không biết chúng tôi. Đối với họ, không có bằng chứng nào là đủ. Còn với những người tin tưởng, họ không cần bằng chứng. Chúng tôi biết, bởi vì chúng tôi đã từng ở đó. Trong các phiên thôi miên, có rất nhiều sự kiểm tra, với những phản ánh trong các câu hỏi của Johnny, để xem liệu Anita có quay trở lại cùng những địa điểm và nhắc đến những người giống nhau mỗi lần hay không. Cũng đã có những cố gắng làm cô ấy bối rối, nhưng không lần nào thành công. Lúc nào cô cũng nhận thức được mình là ai và đang ở đâu. Như đã nói trong phần đầu tiên, nhân cách đầu mà chúng ta bắt gặp trong chuyến hành trình ngược dòng thời gian này là một người phụ nữ sống ở Chicago vào năm 1920. Tông giọng và cách cư xử hay thần thái của cô gợi lên một kiểu người hoàn toàn khác với người đang ngồi trong cơn mê trước mặt chúng tôi. Sau đây là một phần của phiên đầu tiên chúng tôi gặp gỡ với nhân vật thú vị đó. Các phần khác của phiên này sẽ được kết hợp vào các chương tiếp theo, khi chúng tôi sắp xếp cuộc sống đầy màu sắc của cô ấy theo trình tự thời gian. Các chữ cái J và A sẽ là viết tắt của Johnny và Anita. Thỉnh thoảng tôi sẽ bỏ qua việc đếm và các nhận xét thông thường khác trong quá trình hồi quy để các bạn nghe được trơn tru hơn. Anita cho biết, tôi đang ở trong một chiếc xe lớn màu đen bóng. Tôi vừa mới mua nó đấy, một chiếc Packard. Ồ, nghe có vẻ tuyệt vời đấy. Giọng cô ấy trở nên gợi cảm. Ồ, có nhiều thứ tuyệt vời lắm. Lúc đó là năm bao nhiêu? Anh không biết là năm nào à? Ngớ ngẩn quá. Đây là năm 1922. Ai cũng biết mà. Thì tôi thỉnh thoảng dễ mất dấu thời gian. Khi đó cô bao nhiêu tuổi? Không phải ai tôi cũng nói đâu. Vâng, tôi biết. Chỉ là tôi tò mò chút thôi. À, tôi gần 50 rồi. Nhưng mà nhìn tôi trẻ hơn tuổi nhiều. Chắc chắn rồi. Chúng ta đang ở thị trấn nào thế? Chicago. Tên của cô là gì? Mọi người gọi tôi là June. Nhưng đó chỉ là biệt danh thôi. Vì anh ấy không muốn mọi người biết tên thật của tôi. Anh ấy là ai? Bạn trai tôi. Tôi không nghĩ anh ta muốn vợ anh ta biết. Điểm lưu ý này hơi ngạc nhiên, rất khác với tính cách của Anita.
Vậy kiểu người nào mà chúng ta đang gặp đấy? Vậy tên thật của cô là gì? Caroline Lambert. Và cô mới mua một chiếc xe mới. Thật ra anh ấy mua nó cho tôi. Anh ấy sắp dạy tôi lái nó. Bây giờ thì tôi đang có tài xế. Cô hẳn là phải có nhiều tiền lắm nhỉ? Bạn trai tôi cơ. Anh ấy cho tôi mọi thứ. Anh ấy nghe như là một người bạn trai khá tốt. Tên anh ấy là gì? Nhưng anh sẽ không nói với ai chứ? Không, tôi sẽ không kể với ai đâu. Ừ thì tên anh ấy là Ảo. Và anh ấy có một cái tên ý khác rất khó đọc với tôi. Nhưng tôi hay gọi anh ấy là đồ đáng yêu. Điều đó làm anh ấy buồn cười, lại cho tôi nhiều tiền hơn. Ao đang sống ở đâu? Anh ấy sống trong một ngôi nhà gạch to lắm, cùng với vợ và ba người con trai. Vậy trước đó cô đã kết hôn bao giờ chưa? Một lần, khi tôi còn trẻ, tôi đã không hề biết mình đang làm gì. Tôi tầm 16 tuổi gì đó, chắc vậy. Và cô lớn lên ở Chicago? Không, là ở một nông trại không xa Springfield. Vậy thì khi nào cô tới Chicago? Khi tôi gặp Ao. Cô đã ly hôn chồng mình chưa? Chưa, tôi chỉ bỏ anh ta đi thôi. Anh ta rất ngu ngốc. Anh ta làm công việc gì? Anh ta làm nông dân. Cô có đứa con nào không? Không, tôi không thích trẻ con. Chúng sẽ giới hạn và trói buộc bạn lại. Trong thực tại, Anida thuộc dòng dõi người Đức và có một mái tóc vàng cùng nước da trắng trẻo. Câu hỏi tiếp đó của Johnny là tóc cô màu gì? Màu nâu. Tôi bắt đầu có ít tóc bạc rồi, nhưng tôi không để lộ nó đâu. Ai cũng thích trông tôi trẻ trung. Vậy còn Ao, bao nhiêu tuổi? Anh ấy không nói, nhưng tôi nghĩ anh ấy lớn hơn tôi. Khi chúng tôi đi khắp nơi, mọi người nói với tôi rằng tôi thật xinh đẹp và anh ấy thích điều đó. Vậy là hai người đã đi những đâu? Chúng tôi đi nhiều lắm, thậm chí cả những địa điểm anh không nên tới. Cô đã từng đến những bữa tiệc thực sự lớn gần đây không? Có, chúng tôi đã tới bữa tiệc lớn tại nhà của thị trưởng. Nhà của thị trưởng? Thì họ nói với tôi như vậy. Ông ấy có một căn nhà rất to đẹp. Tất cả mọi người ở đó nhiều lắm. Và Al quen biết tất cả. Lúc này John hồi tưởng rõ ràng đó hẳn là thời điểm trong lệnh cấm. Anh hỏi, vậy cô đã uống gì trong bữa tiệc? Họ không nói với tôi đó là gì. Nhưng chàng trai ơi, nó tệ lắm. Nó có mùi vị rất buồn cười. Cô có nghĩ nó gọi họ là rượu bedroom gin không? Hẳn ý anh ấy là bathtub gin. Anida cười lớn. Thì ai nói rằng chắc ai đó đã tè vào nó, nên nó mới có vị như vậy. Vâng, cô phải kéo sập rất nhiều giới hạn ngoài Canada. Ao cũng biết điều đó. Vậy Ao kinh doanh loại hàng hóa gì? Anh ta có đang ở bên cạnh cô không? Tôi nghĩ vậy. Anh ấy không nói với tôi, vì anh ấy nói rằng nếu tôi biết, họ có thể khiến tôi nói ra. Vậy nên anh không muốn nói với tôi quá nhiều, vì anh không muốn điều gì xấu xảy ra với tôi. Rồi, bây giờ tôi sẽ đếm tới 5. Và cô sẽ trở về chính mình lúc ở Springfield, 16 tuổi, ngày mà cô làm đám cưới. Ngày hôm đó thế nào? Sự dịch chuyển xảy ra ngay lập tức. Mùa đông, nó lạnh lắm, tôi không giữ ấm được. Có một ngọn lửa to. Chàng trai à, cơn gió đang hú và rít lên. Chỉ là không thể nào giữ ấm nổi. Giọng nói của cô chuyển từ một người phụ nữ quyến rũ sang một cô gái nông thôn trẻ tuổi hơn. Lúc này cô đang ở đâu? Trong phòng khách sạn. Mấy giờ cô sẽ bắt đầu kết hôn? Ngay sau bữa trưa. Và chúng ta phải chờ bao lâu nữa? Mọi người đang đợi người thuyết giáo. Tôi nghĩ ông ta đang ra khỏi thị trấn. Con ngựa chậm chạp, nó đang già đi. Tôi đoán vậy. Vậy chồng tương lai của cô tên là gì? Carl Steiner. Vậy cô sẽ trở thành bà Carol Steiner?
Tôi hy vọng sẽ không lâu. Ồ, vậy là cô không muốn. Thế tại sao cô lại làm đám cưới? Bố tôi bảo tôi phải làm thế, không thể trở thành một thiếu nữ cú mềm hay là bà cô già. Bố tôi nói anh ta là một lựa chọn tốt, Carl giàu có và có nhiều đất đai. Ở ngay Springfield? Không, xa lắm. Cô có tới trường học không? Không, tôi không đến trường. Không hề. Tôi đến trường khoảng một hoặc hai lớp. Nhưng bố tôi bảo bọn con gái không cần phải học cái quái gì cả. Tất cả những gì cần làm là có con và biết nấu ăn. Khi đó là năm bao nhiêu? À, khoảng năm 1909. Không, 1907. Dù sao thì cũng đừng tạo ra sự khác biệt, mong chờ sự thay đổi. Tôi sẽ không kết hôn lâu hơn khả năng có thể chịu được. Cô có đang làm việc trong thị trấn không? Không, tôi làm việc trên cái nông trại chết tiệt đó. Làm việc, làm việc, làm việc, nấu ăn rồi nấu ăn. Phụ chồng mấy đứa trẻ. Cô có nhiều anh chị em không? Anh em trai, nhiều lắm. 7 anh em trai và 4 chị em gái. Với từng đấy anh em, họ đáng ra phải là những người làm việc của nông trại chứ. Thì vài đứa trong số chúng còn nhỏ quá, chúng chưa trưởng thành. Chúng cố gắng giúp, nhưng mà tôi nghĩ chúng lười ấy. Để xem nào. Tên của cô là Lambert. Quốc tịch gì? Tôi nghĩ là Anh. Vậy tên của bố cô? Tên của ông là Paul. À không, Edward. Và tên mẹ cô? Marie. Họ vẫn sống ở đó trên nông trại à? Thì tôi sinh ở đó mà. Nhưng tôi nghĩ họ đến từ một nơi nào đó khác từ lâu trước đây. Còn tôi thì sinh ra trong căn nhà này. Nhà cô có bao nhiêu phòng? 3 phòng. Chẳng phải là bọn cô đông người sao? Chúng tôi có gác xép nữa mà. Nhưng dù sao thì tôi hy vọng người đàn ông đó sẽ không xuất hiện. Là ai cơ? Người thuyết giảng hay là Carl? Không ai cả. Carl vẫn chưa tới. Tôi nghĩ anh ta đang nói chuyện với bố tôi trong kho thóc. Anh ta đang đưa bố tôi tiền. Tôi biết mà. Ý của cô là anh ta mua cô? Tôi nghĩ vậy. Một điều chắc chắn rằng tôi sẽ không lấy anh ta nếu không vì bố tôi. Bố cô có phải một người nghiêm khắc? Anh tốt hơn hết là nên làm những gì ông ấy nói. Vậy còn mẹ cô? Bà ấy sẵn sàng chưa? Vâng, bà ấy sẵn sàng rồi. Bà liên tục bảo tôi đừng khóc. Tất cả mọi người đều sẽ phải kết hôn thôi. Đó là điều con phải làm. Bà ấy có vui khi cô kết hôn không? Tôi không nghĩ là bà ấy hạnh phúc đâu. Tôi không nghĩ bà ấy cảm thấy điều gì đó tương tự. Lúc này Anita được chuyển đến thời điểm Carol 22 tuổi. Và cô được hỏi là đang làm gì thời điểm đó. Chuẩn bị chạy ra khỏi cái nông trại cũ kỹ chết tiệt đó. Vậy là Carl vẫn giữ tất cả số tiền của anh ấy. Phải, anh ta không đưa tôi đồng nào. Không đưa ư? Vậy anh ta có chôn nó ở đâu đó sau kho thóc không? Nếu tôi biết nó ở đâu á, tôi lấy hết. Để xem nào. Bây giờ cô đã kết hôn được 6 năm rồi. Chắc vậy. Sẽ sớm là 6 năm. Mùa thu này, mùa đông này này. Cô có đứa con nào chưa? Tôi sẽ không để người đàn ông đó chạm vào tôi. Vậy thì cô làm gì? Chỉ làm nông thôi ạ. Tôi làm một vài công việc. Có một số người thuê, nhưng họ không làm hết tất cả. Tôi phải nấu ăn cho họ. Vậy cô dự định sẽ đi đâu khi chạy trốn? Tôi đang đến một thị trấn lớn. Tôi đến Chicago. Và cô tự đi một mình? Không, tôi đang đi với Al. Hả? Cô gặp Al ở đâu? Trong một cửa tiệm ở Springfield, một cửa hàng bách hóa. Khi đó cô đang đi mua sắm. Chủ yếu là ngắm nghía thôi. Vậy lúc đó Ao đang làm gì? Đang nhìn tôi. Sau đó anh ấy tiến ngay về phía tôi, nói rằng tôi rất xinh và hỏi tên tôi. Nghe có vẻ Ao đã rất thích cô, và anh ấy đưa cô tới Chicago. Vâng, tôi sắp có một quả bóng. Khi Anida tỉnh dậy sau đó,
Cô nói rằng có ấn tượng về khung cảnh ở đây. Nó giống như một vết hằn trong giấc mơ mà một người nào đó khi tỉnh giấc có thể nhớ được từng mảnh vụn trước khi chúng biến mất. Cô cho biết mình có mái tóc đen dài và đi chân trần. Cô nhìn thấy người đàn ông này đứng ở nơi đó, khá tối, đẹp trai, hơi thấp, mặc một bộ vest sọc nhỏ và giày spat. Anh ấy là kiểu đàn ông chắc chắn sẽ gây ấn tượng khá tốt với cô gái đồng quê giản dị này. Rõ ràng là có một sự hấp dẫn tương đồng. Vậy chừng nào cô định chạy trốn? Tối nay, khi trời tối tôi sẽ đi. Và Ao sẽ đến nông trại đón cô chứ? Vâng, anh ấy sẽ gặp tôi ở cổng. Anh ấy có xe? Có. Không nhiều người có xe thời đó đâu. Đó là cách tôi biết ngay là anh ấy là người có tiền. Anh ăn mặc đẹp, sang trọng. Anh ấy sẽ tới đây khá sớm. Trời khi đó tối lắm. Tôi tự hỏi Cao lúc đó đang làm gì. À, anh ấy đang ngủ. Chắc hẳn anh ta sẽ rất ngạc nhiên khi tỉnh dậy và không thấy cô ở đó. Thằng già ngu ngốc chết tiệt. Cô chuẩn bị xong quần áo chưa? Rồi, có cả hai chiếc váy. Đó là những gì mà Carl mua cho cô. Anh ta không mua chúng. Tôi may đấy. Ồ, cô may vá tốt chứ. Không giỏi lắm nhưng vẫn tốt hơn là trần trụi. Người đàn ông này chả chịu chi gì. Sớm thôi, cô sẽ ở Chicago và có một khoảng thời gian vui vẻ. Vâng, tôi biết anh ấy đã kết hôn. Tôi không quan tâm. Ao nói, anh ấy kết hôn rồi, không thể cưới tôi. Nhưng tôi kệ. Cô đã biết anh ấy bao lâu rồi? Tôi mới gặp anh ấy hôm kia. Chúng tôi biết ngay rằng tất cả những gì chúng tôi muốn làm là chạy trốn. Anh ấy đến rồi. Anh ấy có để đèn xe không? Có chứ, những cái đèn lồng nhỏ. Cô có biết loại xe mà Ao sở hữu không? Nó là Stanley Steamer. Anh ấy sẽ không sở hữu thứ gì ngoài thứ tốt nhất. Có lẽ anh ấy đã trả một khoản tiền khá lớn cho chiếc xe đó. Anh ấy có tiền mà, anh ấy tiêu nó. Vào thời điểm đó, không ai trong chúng tôi có chút ý tưởng dù mập mờ nhất về chiếc Stanley Steamer. Tuy nhiên, sau khi tìm tòi, những bức ảnh cho thấy rằng chiếc xe cổ này thật sự là có đèn lồng và đèn pha. Vì chúng vận hành bằng hơi nước, nên chúng khá yên tĩnh và có thể dễ dàng lái vào trang trại mà không gây ra nhiều tiếng ồn. Lúc này cô đang trên đường đi. Vâng, nó hẳn là một chặng đường dài. Tôi biết chúng tôi đang hướng về phía Bắc. Chúng tôi sẽ dừng lại vài đêm. Anh ấy sẽ làm vài công việc trên đường. Anh phải gặp vài người. Ở đâu? Tôi không biết. Tôi đang đợi ở một nhà nghỉ, một thị trấn nhỏ, Upton hay Uptick, đại loại thế. Một nơi bé xíu à? Một nơi thật hài hước để làm việc. Chúng tôi sắp qua đêm ở đây. Anh ấy bảo tôi chỉ cần đợi anh và giữ im lặng, đừng nói với ai điều đó. Và ngày mai cô sẽ tới Chicago. Sớm nhất có thể. Ao nói, anh ấy sẽ chỉ tôi tất cả mọi thứ, ăn nói khéo léo, bước đi thanh tao. Thậm chí tôi sẽ có một chiếc đai nịt bụng corset. Một chiếc đai nịt bụng? Cô cần đai nịt bụng à? Tôi khá gầy. Nhưng tất cả mỹ nữ đều có đai nịt bụng dưới lớp quần áo, và tôi sẽ có nó. Cô có nghĩ Ao sẽ chăm sóc tốt cho cô không? Tôi là cô gái của anh ấy, tôi sẽ không bao giờ đòi hỏi điều gì. Lúc này, Anita dừng lại đôi chút. Sau ít phút bối rối, chúng tôi cũng xác định được là cô ấy đang ở đâu. À, tôi không cần nấu ăn, chẳng cần làm gì cả. Tôi có những người da đen khắp nơi. Chúng tôi sống trong một căn nhà lớn. Anh ấy không thể ở cùng tôi mãi. Nhưng anh ấy dành rất nhiều thời gian ở nhà. Ồ, thế căn nhà to cỡ nào? Nó có 18 phòng. Cô có nhớ địa chỉ không? Nó ở trên một con đường. Nó nằm ngoài thị trấn một chút. Rất riêng tư. Không ai có thể thấy được ai đến và đi. Đó là điều duy nhất tôi không thích. Tôi thích khi chúng tôi sống trong thị trấn hơn. Tôi có thể ra phố bất kỳ khi nào. Nhưng Ao nói, tốt hơn hết là không nên bị nhìn thấy quá nhiều.
Vậy thì khi còn trong thị trấn, cô sống ở đâu? À, trong một khách sạn, The Gibson House. Nó nằm ngay trung tâm. Sau đó, chúng tôi có nghiên cứu thì thấy danh sách địa chỉ ở thành phố Chicago năm 1917 đúng là có liệt kê khách sạn Gibson ở số 665 West, đường số 63. Nhưng giờ chúng tôi tới những bữa tiệc riêng tư hơn, không vào trung tâm thường xuyên được. Thời điểm đó là năm bao nhiêu? Tôi nghĩ là năm 1925. Và hai người đã mua căn nhà đó. Chúng tôi không mua, anh ấy xây nó cho tôi đấy. Ồ, vậy sao? Trong lúc cô đang sống ở khách sạn. Đó là lý do tại sao tôi ở trong khách sạn trong khi anh ấy đang xây căn nhà này. Cô có được xem nó khi đang xây dựng không? Tôi đã ra ngoài tới xem nó. Anh ấy nói với tôi rằng không có điều gì là quá tốt với tôi. Chúng tôi còn đặt những cái phòng tắm cẩm thạch ở trong. Nó là cái đẹp nhất ở đường Lake. Cô có nhìn thấy hồ nước từ nhà mình không? Có chứ, nhưng phải lên sân thượng. Tôi dùng bữa ngoài đó nhiều lắm. Nó được bọc toàn kính. Chúng tôi thậm chí có thể ăn uống ngoài đó vào mùa đông. Vậy sân thượng là nơi để ngắm chiếc hồ. Thực tình là nó hơi xa một chút, nhưng anh vẫn có thể thấy nó rõ ràng. Khi đó cô bao nhiêu tuổi, Carol? Tôi không thích nói với người khác tôi bao nhiêu tuổi. Tôi vẫn đang cố để trẻ trung mà. Tôi không muốn Al bỏ rơi tôi vì ai đó. Hiện tại, Al vẫn đang rất chiều chuộng tôi. Thế sau đó Carl có tìm kiếm cô không? Tôi không nghĩ vậy. Al và tôi nghĩ, dù sao ông ta cũng rất ngốc. Ông ta già nua, chỉ muốn tôi làm việc cho ông ta, để ngắm nhìn, chạm vào tôi, nhìn tôi. Ông ta già lắm rồi, một gã đầu hói 60-65 tuổi. Vậy bây giờ có thể là ông ta đã qua đời rồi. Có lẽ vậy. Cô có nghĩ có người nào đó từ vùng của cô đã từng lên thành phố chưa? Đó sẽ là một ngày trọng đại với họ khi tới Springfield mùa sắm. Họ sẽ không thể tin nổi nếu họ nhìn thấy tôi. Bà mẹ tội nghiệp của tôi đã làm việc tới chết. Nhưng chàng trai ơi, tôi chắc chắn là chưa. Tôi đang chăm sóc bản thân mình thôi. Phần còn lại của câu chuyện này sẽ được đưa vào những đoạn khác nhau. Sau khi Anida tỉnh dậy, cô rất bất ngờ về câu chuyện vừa kể. Bên cạnh cốc cà phê trong bếp, chúng tôi thảo luận về những chi tiết khi cô ấy chằm chằm vô hồn nhìn vào chúng tôi. Đây là lần đầu tiên chúng tôi khám phá ra kiểu đối tượng là người miên hành, xuất thần đến mức họ không có ký ức khi tỉnh dậy. Với họ, nó rất giống một giấc ngủ ngắn. Cô ấy không có ý thức về việc trở thành một người khác theo đúng nghĩa đen. Chúng tôi đã lo sợ cô ấy sẽ cảm thấy xấu hổ, thậm chí cảm giác bị xúc phạm vì John hay Carol quá xa lạ với tính cách của cô ấy. Nhưng cô nói là cô không cảm thấy vậy. Cô có thể hiểu được động cơ phía sau hành động của Carol thúc đẩy cô làm như vậy. Carol đã từng là một cô gái bối rối và bất hạnh sống ở một trang trại đồng quê. Không có gì ngạc nhiên khi cô ấy bỏ trốn cùng Al ngay từ cơ hội đầu tiên. Anida cảm thấy buồn thay và cũng không phán xét cô ấy. Tuy nhiên, đã có một vài dấu ấn được ghi nhận. Anida hoàn toàn không quan tâm tới thời đại của những năm đó và cũng biết rất ít về nó. Tuy nhiên, cô lại có một sự bận tâm đặc biệt tới vấn đề bạo lực. Khi đó, các băng đảng đang hoành hành tại Chicago. Anida rất ác cảm với bạo lực dưới mọi hình thức. Một nỗi sợ hãi không thể giải thích đã đeo đuổi cô suốt cuộc đời. Dường như nó đã không có cơ sở. Với sự bất an vô cớ này, cô chỉ xem được những phim hài tình huống trên TV. Chương trình truyền hình nổi tiếng Untouchable vẫn đang được trình chiếu trên màn hình vào thời điểm này, năm 1968. Nó đề cập đến thời đại mà cô đã quay trở về hồi quy, nhưng đây chính xác là loại chương trình cô sẽ không xem. Có phải cô ấy chán ghét bạo lực là bởi thứ gì đó từ kiếp trước đã tạo ra? Cô chưa từng bị bạo hành trong cuộc đời này và là một người rất trầm lặng khiêm tốn.
Điều này sẽ được điều tra trong các phiên thôi miên tiếp theo. Bây giờ chúng ta cũng đã vượt qua và đến được quá khứ. Ngoài ra, Anida cho biết, hiện tại cô chưa bao giờ đến Chicago. Cô ấy được sinh ra và nuôi dạy tại Missouri. Tối hôm đó Anida về nhà. Cô lục ra tất cả các quyển sách mà cô có trong nhà, kể cả những cuốn cô đã đóng thùng hay là gói lại. Cô tìm thứ gì đó mà có lẽ khi đọc được nó đã kích hoạt một cuộc sống hay sự tưởng tượng về khoảng thời gian trước kia. Nhưng cô không thể tìm ra. Cô nói rằng nếu chúng tôi làm bất kỳ nghiên cứu nào về giai đoạn đó, cô ấy cũng muốn tham gia. Rằng cô không muốn đặt bất cứ thứ gì vào tâm trí mình, điều đó có thể ảnh hưởng tới các phiên thôi miên sau. Mặc dù cô ấy hơi bối rối, nhưng cô cũng khá tò mò và mong muốn được tiếp tục.